Độ tuổi các implant thì chúng ta sẽ không có cái chỉ định độ tuổi cao nhất là bao nhiêu. Chẳng hạn thì rất là tương đối tùy thuộc vào từng cái bệnh nhân. Chẳng hạn trên một bệnh nhân chúng tôi có làm những điều trị implant cho bệnh nhân có đến 79, 80 tuổi mà cái thể trạng toàn thân rất là khỏe. Trong tình huống mà bệnh nhân hay cô chú đó muốn là gia tăng hay là cải thiện cái chất lượng ăn nhai cũng như là chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên ngược lại có những bệnh nhân chỉ mới có 60 tuổi thôi. Tuy nhiên thì có những cái bệnh lý nền rất là nặng, chẳng hạn như là tim mạch rất là nặng, cao huyết áp mà không có kiểm soát, hay là đường huyết cao mà không kiểm soát được. Thì như vậy mặc dù là cái tuổi là 60 nhưng mà cũng không thể điều trị implant. Thì như vậy cái độ tuổi mà cao nhất vẫn có thể cái implant thì nó sẽ tùy thuộc vào cái thể trạng cũng như là cái sức khỏe toàn thân của từng bệnh nhân. Ngược lại với hàng cái tuổi độ dưới á, thì implant sẽ không có được cấy trên những bệnh nhân quá trẻ. Chẳng hạn đối với nữ phải ít nhất là 16 tuổi trở lên, hay đối với bệnh nhân nam á, thì ít nhất là phải 18 tuổi trở lên. Khi mà cái xương hàm và cái khung xương phát triển hoàn thiện thì khi đó chúng ta mới có thể điều trị implant.